rồi sao bắt đấy? Mẹ không? Quơ hoài luôn. Bắt dính lắm quơ hoài luôn rồi sao? Mẹ rồi. Tốt nữa. Vuốt đèn. Rồi, tiếp tục các bạn cho mọi người cùng xem nha. Quá trời rồi, KDC 100 đó các bạn. À chà, nói ngày đất này nó cũng hơi dẻo mấy cái đầu dạt đó các bạn ạ. Lúa thì nói ngày lúa nó cũng có đứng mà có sập mấy lỗ. 100 hút thấy mê lắm các bạn. Trung hàm nó tới 2m7 các bạn ơi, bởi chạy mau lắm à. Chạy bao phê luôn. Nó có sập mấy lỗ này nè các bạn thấy không? Sập mà hơi dẻo luôn nha. Đối với 100 mà sập dẻo dẻo này thì ăn thua gì đâu các bạn ơi. Thấm chiếu. Chạy bao phê luôn. Thôi hốt nữa các bạn. Hốt không bựa luôn á. Ghê không? Dẻo lớp các bạn ạ. Hết hồn. Đúng rồi, nghe hơi hơi. Đi ghê ha. À, cậu đích ra kìa. Trời ơi. Quá trời. Bụi á. Wow, cái mùi chơi chơi giải nhung chùm lên luôn ha. Cho nó mát các bạn ơi. Cháy lá đâu có thấy cháy lá đâu mà bụi đi ra thấy mê luôn trời. Hết hồn đi chứ. Thấy kỹ ghê ha. Chơi chùm keo lại luôn nè. Thứ gì chùm keo vậy chứ hay lắm nha. Nó giữ được cái bộ tem của mình, nó không có xuống màu các bạn. Tới nữa mình lọc ra nó cũng còn mới chát à đó. Cô gan hay dục lúa được. Làm cái gì mày nó quay lại tắm không có gì hết. Bốn con nó chạy chạy đó không còn làm gì được con. Quận hay quận nó xong rồi. Màu quá. Đã tới 2m7 lần mà nó gần 3m các bạn, cách bạn ngang cái gọi trà bá rồi. Cái màu ghê. Quá cho một người kéo luôn quay. Bưng lên luôn nè. Đủ mạnh ha. Lên máy chơi lên luôn. Quất đá. Má giọt kìa. Kiếp chưa. Má không biết
ghê không, xé quạt luôn. Cái kéo dài lòn qua đây luôn. Mới chứ chưa lại cắt, cắt cái lưỡi. Má chụp cái này éo. Nguyên bên hả? Mấy cái lằn đường ngưỡng giữa. Mấy cuốn gom luôn. Trời ơi. Hai máy luôn. À nhiều một lớp ha. Ồ ồ ồ. Đù quá, nhỏ có kính gắn trời hay gì? Rồi sao bắt đây? Mẹ không? Quơ hoài luôn. Mất dính gắn nó quơ hoài luôn rồi sao? Mẹ rồi. Tuốt nữa. Vuốt liền. Ồ hay quá dính rồi. Đồ quá kỹ thuật. Gắn lại quá. Nước hả? Ở đây vẫn còn gắn nước nhiều hả ta? Gắn mèo. Không mèo hả mày? Phải đâu, không hèo đâu, cục gì? Ủa, quả nhỏ bánh dính chuột này kìa. Quá, wow, hổ hèo luôn trời. Quá hay vậy, cưng. Của mày ở đây. Đù, quả gan ghê nữa, lớn dám bắt dính gắn hổ hèo. Con nào bắt dính vô? Thằng áo trắng đó đó. Xanh mà. Áo xanh đó, nó ấy giùm. Rồi xong rồi đó các bạn, thằng Lam nữa xong. Màu ghê hả? Còn miếng đó nữa hả? Wow, trúng vào bắt chỗ bạn. Rồi chắc không có rồi. Có. Rồi có đó. Rồi không kịp chứ nhỏ rồi. Ồ, nó trốn rồi đó. Ồ, dính rồi. Hai con luôn trời, tay hai con luôn giỏi ha. Rồi, xong. Quay miếng bển này các bạn. Ở chung chủ luôn á. Dính hổ hèo luôn, quá giỏi.